Dạ rồi, hello anh em ha. Nay sắp em lên sóng cho anh em. Một em này là 86-70 anh em. Em này là 86-70. Máy đã lắm, máy em ngu. Quay sát vô đây cho anh em xem, quay sát cục máy cho anh em ở xa xem. Em này là 86-70 em anh em nha. Nhưng mà cái đặc biệt cái nè, em này là giá cực kỳ dễ thương và sinh viên luôn. Em này á, lúc trước á, là của cái ông anh kia, ông mua cho nhóc đi học bị hư cái đuôi. Để tắt máy cho anh em nghe, để tắt máy để quay cho anh em xem. Mày máy im không? Máy đã không? Đây. Để nghe tiếng máy đi, rồi shop kể cho anh em nghe. Em này á, là ông anh ổng mua cho thằng nhóc đi học, rồi nó bị hư cái đuôi á. Hư cái đuôi sao vậy nè? Cái đi làm cái đuôi người ta không biết á, đưa thợ người ta không biết á, người ta hai cái đuôi 81-50 vô. Quay sát đây cho anh em ở xa xem. Ha. À, em này hôm nay shop em lên sóng cho anh em, em cúp này giá cực kỳ dễ thương luôn. Anh em đi chơi, đi cà phê hay là đi chở đồ đều được hết. Chỉ có 10 triệu 500 ngàn thôi anh em. 10 triệu 500 ngàn thôi. Nó đặc biệt vậy nè. Nó đúng là đời 86-70, nhưng mà anh em nó không biết á, nó đi làm cái đuôi, nó bị hư cái đuôi làm sao á, cái đi làm cái đuôi, cái người ta không biết là thợ cái chỗ đó người ta không có đuôi để của thằng 86-70, người ta mới vô cái 86-50. Đó, quay vô đây rõ ràng cho anh em ở xa xem. Thì shop em bán xe lúc nào có làm sao thì shop em cũng báo vậy hết, để tránh cái trường hợp bất lòng á, mình có làm sao mình quay vậy cho anh em xem ha, cho rõ ràng nó chi tiết. Và giá em này cực kỳ dễ thương luôn, chỉ có 10 triệu 500 ngàn thôi. Và em này là đúng đời 86-70. Qua này quay cho anh em xem. Đúng đời 86-70. Nói chung thì xe sạch sẽ ha, gọn gàng. Nói chung là zin lô lẫn lộn. Và cái giá của nó là cực kỳ hợp lý luôn, chỉ có 10 triệu 500 thôi. Và xe của bên shop em có cọc là có ship xa, nên em ở xa yên tâm ha. Cấu hình máy, từ cấu hình máy nè, quay sát đây cho anh em xem. Và số khung, số máy luôn, chuẩn đời 86-70 anh em ha. Chỉ tiếc cái là anh em nó khi mà nó không biết làm, thì nói chung là nếu mà về xe này, nếu mà anh em nào mua về dọn thì thay cái đuôi lại, thì cái đuôi thì không có nhiều tiền, thay cái đuôi của 70 vô ha, cho đúng đời luôn, cho đúng đời luôn anh em nha. Xe thì nói chung là sạch sẽ gọn gàng, về là đổ xăng đi. Và giá của em đó là 10 triệu 500 ngàn. Những anh em nào muốn xem trực tiếp cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37-15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948-265-265 anh em ha. Đó, quýnh một vòng cho anh em xem rồi shop em sẽ đi vào chi tiết ha. Qua đây thì như thường lệ đi, thì mình sẽ quay cho anh em xem bụng sườn riêng về những cái dòng cúp á. Thì trong xe này thì mình đổi với khách, chiếc xe này là mình đổi với khách anh em, mình đổi với khách ha, nên giá cực kỳ tốt luôn. Từ mình sườn nè, từ mình sườn là không có một lũng gì hết nha ha. Nước sơn thì cũng còn kha khá được, nói chung là được, sạch sẽ, không có một lũng. Sườn mà xe mà tất cả cái dòng xe cúp luôn, xe cúp đèn tròn hay đèn vuông gì cũng vậy, nếu mà shop em mua mà có một lũng là không bao giờ mua anh em nha, không bao giờ mua. Thà là nó xấu sao không được hết, nhưng mà dàn đồng nó phải chắc chắn, niềng tâm sạch sẽ sáng sủa ha. Cấu hình máy thì 70 rồi, cấu hình máy gấp zin nha anh em. Cấu hình máy là 70 rồi, đúng bản chất của xe nó luôn. Nó chỉ có bị xe đúng đời là 86-70 luôn. Và nó chỉ ác cái nè, nó bị cái đuôi, ác cái nó bị cái đuôi ha. À, hai cái đuôi không đúng của thằng 86-50, của mình là 86-70 anh em ha. Và shop em xin nhắc lại một lần nữa, giá của em nó chỉ có 10 triệu 500 ngàn thôi anh em ha. Cấu sườn cái này lên luôn, quýnh từ mình sườn cái này lên luôn ha. Đây là sạch sẽ, là không có mục một hay là gì hết, tại vì chiếc cúp đó với mình quan trọng lắm. Cúp là không có mục là mình không có chơi, và mình cũng không mua luôn, tại vì mua dọn cực lắm đó. Có làm sao quen vậy cho anh em đó, chẳng hà máy móc máy kêu hay bất cứ máy cái gì đó thì mình sẽ làm cho anh em. Nhưng mà riêng về cái sườn mà nó mục hay gì đó là không bao giờ mình lấy, tại vì mình không thích cái dòng cúp mà bị mục đuôi hay là mục sườn. Hà làm rồi đi, làm sạch đẹp, về là bảo đảm với khách hàng là về là đổ xăng chơi. Chứ còn mà xe mà về mà sườn, anh em nghe cái máy đã không? Quay sát cho cái máy cho anh em nghe. Đây. Không có tiếng giọng, không có tiếng hú luôn, không có tiếng giọng, không có tiếng hú luôn anh em thấy không? Thì thầm.
máy móc là thì thầm, điện đèn kèn là full chức năng đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Anh em về là chỉ có chơi thôi, anh em về là chỉ có đổ xăng vô mà chơi thôi, không cần phải làm gì hết. Cùm là cùm zin, đồng hồ mới đó, có làm sao quay vậy cho anh em ở xa xem nè, xi nhan ha, đầy đủ hết. Và cái quan trọng á, giá của em nó là cực kỳ tốt luôn, cực kỳ dễ thương luôn, chỉ có 10.500.000 thôi. Anh em nào mà đi học, đi chơi, đi cà phê, chở bạn gái đi tập thể dục, em này là cực kỳ tốt, cực kỳ dễ thương, giá cực kỳ tốt luôn, phải nói với anh em là giá cực kỳ tốt luôn. Tại vì anh em biết sao không, bộ giấy của thằng cúp 70 thì nó cũng đâu có rẻ đâu ha, bộ giấy con cúp 70 máy chắc lắm, vàng ngoài xấu xí nhưng mà được cái máy dễ thương, nước sơn cũng sạch sẽ, điện đèn kèn full chức năng đầy đủ. Về là đổ xăng điền câm nè, em quay vô điền câm luôn, bảo em quay vô điền câm cho anh em ở xa xem cho rõ ràng ha. Mình bán xe lúc nào mình cũng quay rõ ràng cho anh em á, để tránh cái trường hợp mít lòng. Giống như mình bán 67 thì mình bán cúp gì cũng vậy, mấy ông chú nói Quân nó quay hơi vòng vòng nha Quân, nhưng mà mình cũng nói với mấy ông chú, nói mấy chú mấy anh thông cảm đi, tại vì mình review xe mình cố gắng mình quay cho rõ ràng á. Tại vì anh em biết sao không? Những cái chiếc xe mà cái người mà muốn mua xe người ta sẽ xem rất là kỹ, còn ví dụ như anh em không thích xe đó anh em lướt qua, còn những người mà người ta thích người ta sẽ coi cái xe đó nó có gì niềng câm nó vậy, dàn sườn nó vậy đó. Mình mua bán lúc nào mình cũng quay rõ ràng hết để tránh cái trường hợp mít lòng anh em đó. Mình quay gì đó nè, test nè, xi nhan nè đầy đủ ha, xi nhan đầy đủ không thiếu gì hết. Và giá của em nó là 10.500.000. Và số điện thoại của shop em là 0948 265 265. Anh em ha, một em 86-70 mà giá chỉ có 10.500.000 thôi anh em. Nghe tiếng máy thấy ghét không? Nghe cái tiếng máy đã chưa? Đây. Đó, không, mình đang bịch cái bô luôn anh em. Quay vô, quên nó bảo quay vô số khung số máy cho anh em xem nha. Quay vô số khung số máy cho anh em xem để tránh trường hợp mất lòng. Đúng đời của hàng 86-70 nha. Đó, ok chưa? Quên nữa, quay biển số, nãy giờ quay biển số chưa? Biển số 29H37052. 29H37052, 29 là ở Hà Nội anh em. Quay sát đây. Quay vô biển số cho anh em xem. Có làm sao quay vậy, tránh trường hợp mít lòng, có làm sao quay vậy đi. Cho nó dễ chịu, nó không có mít lòng anh em. Đó. Rồi, cảm ơn em đã xem video nha. Nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Chỉ có 10.500.000 thôi. Chỉ có 10.500.000 thôi. Một em 86-70, cực kỳ dễ thương và duyên dáng. Ok anh em, cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em. Bye bye anh em.